Trụ yeah. trì những gì Thánh Tăng đã làm cho lão phu, oh. lão phu vô cùng cảm kích. Ừ. Chỉ là chút ít tiệc giây để lão phu bày tỏ ít lòng thành mà thôi. A di đà phật, a di đà phật. Phạm Tư Quân, ông đừng khách sáo như vậy. <laughs> buổi tiệc chay này e là chúng tôi không thể dùng được rồi <laughs> à, tại sao vậy à, là gì à... <laughs> lão gia lão gia lão gia <laughs> đã xảy ra chuyện gì hả à, cái gì à, phạm tứ quân à hòa thượng rất muốn ông có thể làm một việc thanh tầng cứ nói à. <laughs> Ừ. Thiếu gia, thời cậu đầu đã đến Bà mời vô đây Ra ngoài sang đó đóng cửa lại cho ta Dạ, thiếu gia Mời Thiếu gia Cạo nhanh lên Sau khi cạo xong, bốn thiếu gia sẽ trọng thưởng cho ngươi Dạ Đà tạ thiếu gia người muốn chết hả? Tại sao lại cạo mạnh như vậy? Thiếu gia, tôi xin lỗi thiếu gia. Đó, ngươi. Nếu người làm cho bốn thiếu gia bị thương thì. Ngươi... được rồi thiếu gia, tôi sẽ cẩn thận. Xin lỗi nha. dạ. người. chỉ cần từng nhìn thấy cái đầu của thiếu gia, tuyệt đối phải chết. Ngươi... Là ngươi Không sai Chính là ta Phạm Tuấn Ngươi hãy nhìn kỹ Thợ cạo đầu này là ai Cha Cha Đúng là tên nghịch tử Đang chết mà Tên súc sinh ngươi dám làm ra những chuyện trai đạo trời này người đâu dạ. hôm nay lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi giải tình nghịch tử này đến quan phủ nghiêm xử dạ dẫn phạm tuấn dẫn phạm tuấn cha cha câm miệng trên công đường dưới dương pháp không được nhận thân nhận thích Ê, xin phạm tướng quân vui giận chúng ta hãy xem viện quan xử án như thế nào ừ. À... ông là quan phụ mẫu của địa phương nên xử thế nào cứ xử thế đó ông không cần phải nhìn sắc mặt của lão phù Ê, dạ <laughs> truyền nhân chứng thứ nhất truyền nhân chứng thứ nhất thảo dân triệu bân tham kiến phạm tướng quân quyền thái gia ừ triệu bân lần trước bổn quyện xém chút tạo thành án quan cho cậu chờ xử xong vụ này bổn quyện sẽ có sự đền bù cho cậu bây giờ cậu hãy tường thuật lại hung thủ giết người làm sao mà gây án đại nhân lúc ban đầu thảo dân vì muốn điều tra việc thợ cậu đầu bị mất tích đã theo dõi phạm an quản gia của phạm tướng quân phát hiện Phạm An dẫn thợ cạo đầu từ cửa sau vào phủ. Đến canh đầu, lại dắt một bao lớn ra ngoài phủ, đến nơi quan Du vắng vẻ dứt bỏ. Vì vậy Thảo Dân đã đi theo sau lưng họ, mới phát hiện thợ cạo đầu vào phủ đã bị giết chết. Ủa? Nói như vậy, vụ này là Phạm An giết người. Có liên quan gì đến Phạm Tuấn? Đại nhân, Phạm Tuấn giết người diệt khẩu, và còn hai người chưa chết. Xin đại nhân truyền họ ra làm chứng. truyền nhân chứng thứ hai, truyền nhân chứng thứ hai, truyền nhân chứng thứ hai. Hey. chào đã tới sư thúc <laughs> đạo <Đã> tới điên. ô tới ma hái hoa tạc kia hôm nay ta phải cho người biết tay á. dám tự sư thúc ở đây làm gì có hoa. ta không phải là hoa sư thúc không phải là bông hoa sư thúc chỉ là bị hoa mắt thôi. Ây nhưng mà bây giờ không thể dùng qua để nói hmm? vậy chứ dùng cái gì nhìn con nè được oh. hmm. người ngươi là tên đồ bỏ rác rưởi gà chết thịt thúi cải hư đau nhập dư vô khổ qua thôi đi à, nơi đây là con đường ngươi tưởng là cái chợ sao nhưng mà ngươi vẫn nốt thiếu một thứ đó hiểu gì vậy chết bầm á à. à, chết bầm đủ rồi <laughs> ừ còn không mau thỉnh an quyển thái gia và phạm tướng quân kìa đi đi oh, oh, oh. Ê, đi đi đi, đi. <laughs> bình tâm quản lượng tham chiến quyện lão gia quyển lão gia <laughs> phạm tướng quân xin chào xin chào hai vị sư phụ có thật là hai vị đã bị tuấn nhi bị phạm tuấn bức hại à, 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 thì à, à à tướng quân à mời tướng quân ngồi ngài đứng đó tôi không thể nói được <laughs> à, tân thanh à, à đây là cha của cái tên hung thủ đó chúng ta vệt nội con trai của hắn trước mặt của hắn R rồi chúng ta có bị làm sao không giả từ sư thúc ừ? hay là sư thúc gợi ý phạm tướng quân á cúng tiền nhan đèn nhiều một chút thì chúng ta mắt mở mắt nhắm cho qua chuyện không chặt tội hắn nữa. Được không? Được không? Đúng <laughs> đúng 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 đúng. Chúng ta nên là vậy. <laughs> à. Trời ơi đang hỏi chuyện hai người kìa, hai người đang nói cái gì vậy? Hả? À, bảo hai người làm nhân chứng, mắt nhắm mắt mở là cái quái gì? Hai người á phải làm theo lương tâm của mình mà làm chứng, ha, à, không được theo ý của hai người. Hai người mà làm chứng giả thì sẽ bị <laughs> đánh mông. À. Đúng vậy đó. Không chỉ bị đánh mông không chừng còn tam thôi lục hình hai người không chết cũng bị lục gia ấy ấy thì được rồi tôi tôi sẽ sẽ nói hết sự thật <laughs> tướng quân à đại nhân đích thực á là tên này đã giết người ừ. vì tôi muốn điều tra cái chết của thợ cạo đầu dương lục tôi giả dạng thành thợ cạo đầu ừ. sau đó đã được phạm an dẫn vào phủ của tướng quân đúng vậy đúng vậy nếu như á phạm tướng bỏ mão ra ấy trời đất ơi đầu tọa hắn mụn nhỏ ừ. chứ chúng tôi cạo chúng tôi làm sao mà cạo trời ơi hắn lập tức trở mặt đòi giết chúng tôi Ai, ừ. một lời khó nói hết để tôi nói cho hết rồi cảm ơn phạm tuấn phạm an đã khai hết rồi với lại hiện nay những lời khai của triệu bân và quản lượng tất thanh ở trên công đường Ngươi còn gì giải thích đây tôi 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 xin nhận tội tần súc sinh ngươi cha cha ngươi tần súc sinh hè hè tớ quân đừng tức giận xin ừ. người hãy bình tĩnh hai từ từ nói tần súc uhm. sinh ngươi Uổng công ngươi là con của hộ quốc tướng quân Uổng công lão phu Năm xưa vì nước tung hoành xa trường Những công lao đã có được Đối được vinh hoa phú quý của hôm nay Không ngờ tên súc sinh ngươi Không chịu nên thân cũng thôi đi Ngươi lại Toàn làm chuyện ác Phạm tội giết người Tên súc sinh ngươi Đúng là làm ta tức chết mà Cha à, Cha dạ, dạ cha dạ, con cũng không muốn làm như vậy đâu nhưng mà nhưng mà tại sao trên đầu của con lại một nhiều mụn nhọt chứ vì con sợ làm mất quy danh của phủ tướng quân thôi con sợ làm mất mặt của cha con bất đắc dĩ mà cha con không muốn vậy đâu con không muốn đâu a à, di đà phật phạm tuấn ngươi có biết tại sao đầu của ngươi là mọc đầy mụn nhọt hay không <laughs> Tự ngươi hãy suy nghĩ lại xem Ngày thường á Ngươi đã dựa vào thế Ý lại vào cha của ngươi Là tướng quân Ngươi đàn áp dân làng Mất cái ba tánh Cướp giật dân nữ Cướp đoạt vàng bạc châu báu của người ta Cho nên ông trời Mới làm cho ngươi đầu bị thúi Ngươi vẫn không chịu hối cải Cuối cùng cái con Cuối cùng hắn còn thẩm tệ hơn Lại còn giết người Ngươi đúng là đáng ghét Không sai với lại sau khi ngươi cạo đầu tiếp tục ra ngoài hiếp đáp người khác bá tánh lương thiện đối với ngươi tức giận nhưng không dám nói đúng vậy bây giờ ngươi lớn chuyện rồi ừ. ngươi làm nhiều chuyện trái đạo nghĩa như vậy càng là mất quy danh thể diện của phủ tướng quân đó ngươi có biết hay không ừ cha 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 hãy cứu con đi cha hãy cứu con đi cha cha <laughs> dạ. Người ta nhận tội à Dạ Dạ Vậy lão phu Bây giờ Bây giờ cha sẽ cứu con Cha dạ. Tướng quân à không được dạ. đâu Đừng à. ra Cha dạ. Đã, dạ. dạ. đà, đà, đà. Hợp tướng quân à nếu ngài giết chết thắng Quyền lão gia làm sao mà kết án Ngài sẽ ăn nói sao với người nhà Tướng quân Dạ. cả đời lão phu tác chiến vì tuấn nhi lão phu không dám tục quyền vì sợ người phụ nữ khác không thương nó lão phu thương nó cưng nó chiều nó không ngờ hôm nay nó lại Lão Phu đã sai Cha Là con đã sai Là con đã sai Không phải Trung Nhi Là cha đã sai Cha đã không dạy dỗ con thật tốt Cha đã không chỉ dẫn cho con đi theo chính đạo Vì cha nuông chiều con nên hôm nay con mới gây cho tội lỗi tày trời này là lỗi của cha là cha đã hại con tuân gì? Không là... phải không phải cha đều là con không tốt là con là con đã làm những chuyện có lỗi với cha đã hại cha mất hết thể diện hải à, cha không dám lên kinh viện thánh hải à, danh tiếng cả đời của cha mất hết mất hết rồi con đã biết lỗi <laughs> thực sự con đã biết lỗi những việc con đã làm đều không đúng chứ con biết lỗi rồi xin cha hãy tha lỗi cho con hãy tha lỗi cho con cha <cười> <cười> cha tha lỗi cho con đương nhiên cha sẽ tha lỗi cho con dạ. đa tạ cha đa tạ cha đại nhân xin ngài hãy phán hình định tội vậy tôn quân ngài này Phạm Tuấn đã nhận lỗi của mình rồi. Giết người phải đền mạng. Xin đại nhân nhanh chóng định tội. Cha! Cha! Chẳng phải cha đã nói tha lỗi cho con hay sao? Tuấn Nhi. Cha! Đúng là cha đã tha lỗi cho con. Con là đứa con duy nhất của cha. Cũng là tim gan bảo bối của cha. Những gì con đã làm Cha đều tha thứ cho con Nhưng con đã phạm tội Giết người Quốc gia xã tắc Đều không thể chịu được Cách làm của con Sao có thể tha thứ cho con được Trung Nhi Thiên tử phạm pháp Đồng tội với thư dân Cho nên cha Có thể tha thứ cho con nhưng quốc pháp quốc pháp khó dung tuấn nhi à dạ, dạ dạ phạm tướng quân à tôi tôi thấy phạm công tử đã có ý hối cãi rồi ngài có thể cho cậu ấy một chút xíu cơ hội không phải đó phạm tướng quân con trai của ngài rất là tội nghiệp ngài tha thứ cho cậu ấy đi phải đó tướng quân à Hạ Quang cũng xin giùm cho Phạm Công Tử à, ấy... ê, 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 đạo Đào đạo tế, à, Hả? Ngươi đi đâu vậy? À, ấy... Ngươi cũng nói giúp vài câu đi mà Hả? Nói đi, nói đi, nói ra đi, à, ta... nói đi à. Phải đó, đạo tế sư thuốc Cha con hai người họ tình cảm rất tốt ừ. Sư thuốc xin giùm họ ừ. đi mà À, Triệu Bân à Ý ngươi thế nào? Nói ra nghe coi Hả? Còn tôi đâu có ý kiến gì Nhưng mà quốc có quốc pháp Gia có gia quy ừ. Tôi tin chắc Quyền lão gia tự có quyết định À <laughs> Đúng 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 <laughs> à, Sư huynh à Tất thanh Chúng ta là người xuất gia Không được quản Không nên quản <laughs> Với lại những cái vụ án uh, Giết người như vậy chỉ cần quỷ lâu gia phán quyết là được <laughs> quỷ lâu gia à, phải phải thanh tần đã nói như vậy thì bổn quyền uh... ông nhìn lão phu làm gì lão phu có lỗi lão phu tự sẽ thỉnh tội với hoàng thượng nếu như ông không xử lý theo phép công lão phu lập tức lên kinh diễn thánh à, vậy Dạ Phạm Tuấn nghe phán Ngươi phạm nhiều vụ án giết người Tội không thể tha Bổn nguyện phán ngươi Thu quyết Tương quân Phán hay lắm Phán rất đúng Lão Phu khâm phục. Đại nhân, có thể cho phép Lão Phu nói dài câu với Tuấn Nhi được không? Tôn quân, mời. Tuấn Nhi. Tuấn Nhi. Tuấn Nhi. Nhi. Dạ con đừng trách cha nhẫn tâm con đừng bao giờ trách cha nha cha. cha 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 tại sao sấm sét hôm nay lớn quá vậy à. À. hôm nay mình bị làm sao tại sao đột nhiên cảm thấy chóng mặt qua mắt đau ngực đau tim khó thở tại chưa không có sức lạ quá mình sắp thở không ra hơi chẳng lẽ đây là tiếng sét kiếp lui chẳng lẽ kiếp lui của mình đã đến mình phải làm sao đây mình phải làm sao đây không được, mình không thể trốn ở đây Nếu mình ở đây, chắc chắn mình sẽ bị sát đánh chết à, Tính sao đây, mình phải trốn ở đâu Mình trốn ở đâu đi à! à, Mình phải làm sao Trừ khi Tìm được một nơi sắp xếp Cũng không dám đến gần ấn tự <laughs> cuối cùng mình đã tu luyện thành đạo được biến thành người rồi Linh thiền tử ân nhân của mình đã rời khỏi tiên giới xuống tới phàm trần không biết hiện nay trở nên thế nào hiện nay đang ở đâu phải rồi mình phải đi tìm bên ấy mới đúng ừ? nhớ tự sư thúc mau từ 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 tự sư thúc Xác kìa còn nói đâu có sai lần nào mọi người ra ngoài quá duyên á đã thấy sư thúc đều chạy tới đây ngủ bù hết á Tốt Vô cùng tốt Ha Để điên người Hè ê, hey, hey, Chờ chút Chuyện nhỏ như vậy á Để con làm thay cho sư thúc là được rồi uhm. Nè Mặt trời đã chiếu đến mông rồi kìa Còn không mau thức dậy đi Nè Nè ừ, Vậy mà hắn ta vẫn ngủ được á đi hết nói nổi Giá từ sẽ thúc lúc nãy vui lắm đó Cho nên gọi thêm lần nữa được không Không cần, lần này để ta ờ. Vẫn ngủ Lợi hại Lợi hại Vẫn ngủ à Lợi hại độc không đây cũng không Ta biết rồi Một Hai Ba ừ. à. <laughs> Sau khi ăn cơm no Ngủ một giấc có thấy nó khỏe à. Sư Quân Tất Thành, Hai người tìm tôi có chuyện gì vậy Làm gì vậy Hả? À. Người, người mau đứng lên đi Ta có chuyện muốn nói với người nè <cười> <cười> Vụ gì <laughs> Chuyện gì hả Ngươi to gan thật á Trong linh ẩn tự từ lớn tới nhỏ Người đi quá duyên đã đi quá duyên Người quét dọn hay lo quét dọn Chỉ có người giáp trốn ở đây ngủ Ngươi Người không sợ ngủ chết thì sao vậy hả à, Thì vậy đó à, <laughs> à Tất Thanh Một ngày ngươi đã làm gì vậy Con Con rất là bận rộn à, cả ngày con á đều đi theo giám tự sư thúc tuần tra khắp nơi ngươi hả được rồi, được rồi, được rồi. bây giờ ngươi gửi cái gì trong người của ta vậy à, à sư huynh tất thanh trên người của hai người có một thứ mùi 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 gì Ồ oh. oh. Chắc là tôi tắm không sạch Tôi đi tắm oh. lại lần nữa ha à. <laughs> Trời ơi sư huynh sư quân ơi quân thiệt là có tật thì giật mình à, Ta chỉ nói đại thôi mà huynh lại tưởng thiệt <laughs> Cái mùi lúc nãy chứ không phải là sư huynh và tất thanh đâu Ừ à. à thì ra là mùi của con thỏ nhỏ hèn gì có một củ cải ha <laughs> ngươi thiệt là to gan dám chạy đến đây để mà gây rối chẳng lẽ là muốn ta phạt ngươi <laughs> không đúng à thì ra ngươi có kiếp nạn thôi được nể tình ngươi chưa từng làm ác ta giúp ngươi tránh khỏi kiếp nạn này mới được <laughs> ngươi đừng có chạy lung tung nha <laughs> sợ chết đi được sợ chết đi được <laughs> còn tưởng là linh ấn tự là phật môn thánh địa thiên lôi sẽ không đánh xuống mới phải không ngờ là thiên lôi vẫn đánh xuống đây bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ linh ấn tự cũng không thể trốn được nữa chắc phải chắc phải đi chỗ khác để trốn thôi tỷ 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 mua về rồi tỷ 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 Đã tỷ tỷ đã đi đâu rồi À chắc là tỷ biết mình sẽ đến nên ra tìm củ cải đỏ về cho mình ăn không đúng bên ngoài sấm sét đang dữ dội không được mình phải ra ngoài đi tìm tí tỷ chết rồi ông lôi bà lôi càng ngày càng gần nếu tiếp tục như vậy mình sẽ chết chắc à? à. 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 tính sao đi mình không thể ở lại đây cũng không thể trốn ở lên đất tự mình phải làm sao đi phải rồi mình nên trở về hang động trước à. Thời tiết đến rất tốt, tại sao lại có sắp xét chứ? À, ta biết rồi, đây gọi là Xuân Lôi Người ta nói một khi Xuân Lôi giang lên thì chứng tỏ mùa xuân đã đến rồi Hèn gì khắp nơi đều tươi đẹp à, 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 à. Ừ, Tại sao mình cười như vậy? Y như Hòa Thượng túi. À, chắc là vì à, sống gần ông ấy lâu quá Mình...mình à, mình phải lưu ý mới được để tránh hình tượng bị phá hoại Ừ Hmm. Ho, ho, ho. xuân lôi vẫn không ngừng gian Ê, không đúng không đúng bây giờ là mùa hạ sao lại có xuân lôi được chứ hmm. Hmm. À, 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 không được mình không chịu nổi nữa mỹ à, à. nam tử mỹ nam tử có con thỏ à, đúng là may mắn thiệt đã lâu mình không thử ba mũi tên cùng bắn rồi ừ. ừ, tao chưa bắn mà mày đã chết rồi vậy cũng được sao tí 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 tỷ 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 bà tru là muội phải không đúng vậy tỷ tỷ muội dẫn tỷ về chữa trị ai đã đánh lén mình Linh thiền tử Bây giờ Tôi sẽ tuyên bố ứng viên trụ trì giỏi nhất của năm nay chính là... Chính là quản lượng đại sư mà chúng ta yêu thương nhất. <laughs> được rồi được rồi quản lượng chú Tri đã nghỉ hưu à, cuối cùng con cũng đã được sự khẩn định của mọi người chúc mừng con cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cảm ơn cảm ơn à, sư huynh à, à để có phải chúc mừng huynh <laughs> sư đệ nó à, tin chắc sẽ có ngày để cũng sẽ được làm Nhưng bây giờ để sắp chịu hết nổi Muốn thơm huynh một cái Đừng Đừng Sư huynh Sư huynh Ngươi đừng đến gần ta nha Giám tài Thú. sư thúc, Sư thúc nằm mơ có phải gặp ác mộng không Đúng Điều ê ta đã nằm mơ nhưng mà không phải là ác mộng đâu mà là một giấc mơ đẹp rất là vui chắc là mơ thấy mình làm chủ trì chứ gì ta về tất tuần nói chuyện quá chậm cho nên đích thân tới đây tìm mọi người à, chú trì à có phải thầy đến nói cho mọi người biết về việc thầy sẽ nghỉ hưu hả à, phải lúc nãy tên nằm mơ <laughs> chú trì à thầy đến uh, có chuyện gì chuyện là như vậy à. quản luận đạo tới nào à. ta phải tham dự liên qua pháp hội hàng năm cho nên uh, sắp tới ta phải đi xa một thời gian. Ừ? Vì vậy ta muốn tạm thời giao chức chủ trì cơ quản lượng thay thế ta đó. Chúc mừng giáo tị sư Thúc. Sư Thúc đã đạt được nguyện vọng là trời đầy <laughs> đầy. được mất rồi. Đây chỉ là tạm tạm, đâu phải... <laughs> Sư huynh à, được đỡ ghiện cũng tốt mà Ồ, <laughs> ờ, oh, đỡ ghiện cũng tốt Vậy để cho Chết ngươi làm đi ha. À, à, Thôi cả, vậy thì để không khách sáo nha hey, hey, hey. Ngươi không biết cái gì là khổng dung nhường lê sao <laughs> Sư huynh, để dẫn chơi với huynh thôi Chú Trì đã nói huynh tạm thay Sao để có thể dành với huynh được biết <laughs> oh. <laughs> 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 chú trì à ừ. thầy à, có việc gì à, cứ dặn dò với tôi sau đó thầy cứ yên tâm ra ngoài ừ. nhất định là tôi sẽ chăm sóc tốt cho linh ảnh chị đó ừ. vậy thì tốt ráng làm cho à, tốt đúng, đúng, đúng. Mà. được mà được mà chú trì chú trì đi thông thả đi thông thả chú trì tỷ 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 phải tráng lên nha tỷ tỷ bạch sư chắc tỷ không xong rồi tỷ 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 đáng lên nha để mỗi đi cầu xin động chủ chữa trị cho tỷ mùi mùi không còn kịp nữa tỷ tỷ công lực của tỷ đã bị ông tiên lôi đánh tàn hết rồi bây giờ tỷ sắp chết rồi tỷ <laughs> tỷ tại sao lúc đôi kiếp tỷ không ở trong đầu mụ có thể giúp tỷ mà tỷ tỷ dự định đến linh ẩn tự sẵn đó có thể tìm tìm triệu bân triệu bân chính là người lúc nãy mùi đã gặp ở ngoại thành ờ, thì ra là hắn tỷ tỷ <laughs> Yên tâm đi Cô chắc chắn sẽ giết hắn Trả thù cho tỷ Mùi phải thay tỷ trả Mùi mùi Người đó là Tỷ 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 đừng nói thêm nữa Mùi mùi đã bị ý của tỷ rồi Tỷ muốn mùi băm hắn ra thành ngàn mảnh đúng không Mùi 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 đừng Tỷ oh, oh. tỷ tìm tên triệu bân trả thù cho tỷ lạ thì đây là đâu vậy tại sao mình ở đây hả Cô nương à, cẩn thận công Cô nương à, cẩn thận Công tử buông ra à, 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 à. À, Cô nương, cô nương à. Cô nương à Tại hạ Tại hạ Ai. Công tử Tôi đi ngang qua khu rừng Thấy công tử ngất xỉu dưới nước Cho nên Cho nên tôi đã cứu công tử về đây Cô nương à Đa tạ cô đã cứu tại hạ lúc nãy tại hạ thật sự không phải cố ý mạo phạm cô nương đâu xin cô hãy tin tại hạ tại hạ Hà... công tử cô nương xin hãy tin tại hạ tại hạ tuyệt đối không phải cố ý đâu ơn cứu mạng của cô nương trượt bân đây nhất định sẽ đền đáp à. hiện nay sự trong trắng của tôi đã quỷ trong tay công tử thử hỏi sau này tôi còn mặt mũi gặp ai nữa gì bằng chỉ bằng chết đi cho xong cô nương cô nương à cô đừng kích động quá mà công tử công tử cho tôi chết đi cho rồi cô nương cô nương ờ, tôi tên đào quá đào quá đào quá cô nương Cô đừng có nghĩ quẩn mà Cũng được Nhưng mà Tôi muốn công tử với tôi một chuyện Là việc gì cô nói đi Tôi muốn công tử Cưới tôi Hả Muốn tôi cưới cô Tất cả Bên phải Xoay ừ. Bên ừ. trái Xoay ừ nghe nghe tức tượng người đúng là ngu hết chỗ nói không xứng là hòa thượng có linh ẩn tượng chút nào ta nghĩ á người tới các chùa miếu khác để tu đi 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 đừng đuổi đuổi tôi đi như như vậy mà được rồi đừng có nói thêm chút nào nữa ta không thể quyết định đuổi ngươi đi hay là không điều này á phải do trụ trì mới có linh ẩn tượng quyết định trụ trì mới là ai ai hết chịu nổi Ngươi, nói ngươi ngu đúng là ngu mà. Ngươi là không biết trụ trì mới của chúng ta là ai. Được. Bây giờ ta lập tức mời trụ trì mới của chúng ta bước ra đây. Tại à, à. à, à, à. à, sao à. mọi người lại ở đây hả? Hả? À, tôi tôi biết rồi. Thì ra trụ trì mới là đại đạo tế sư sư thuốc nè. Có đúng không? À, à, à. Không phải, không phải, không phải. À? À. 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 Bây giờ tôi mời trụ trì mới trẻ tuổi nhất đẹp trai nhất được quan nghênh nhất của linh ẩn tự bước dơ tăng. Ừ. đúng là thấy mắc ói quá à. sư huynh anh đã cùng bận chuyện phải đi sư huynh có chuyện gì chuyện gì ừ. đạo tế điền ngươi thiệt là quá đáng hả ừ. bây giờ từ nhỏ đến lớn ở trong chùa đều ăn mừng cho ta được nhậm chức quyền chủ trì ừ. <cười> <cười> còn ngươi ngươi chẳng những ngươi không ăn mừng cho ta lại còn quay mặt để mà đi như vậy chẳng phải quá đáng tại sao ta không tức giận hả sư huynh à, 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 à? à, à. à <laughs> <laughs> sư huynh đừng đừng có dỗ tức giận tức giận sẽ mau già nó nhăn là hết rồi kìa ừ. cảm ơn cảm ơn à. đồng quan tâm nha nhưng mà Ngươi bảo ta sao không thể tức giận trừ khi trừ phí gì ờ, bây giờ mình là vị chủ trì vậy thì mình hãy thừa dịp đuổi đến đạo tế đó đi sau này ở trong chùa ta có thể chỉ có tác động tương thôi <cười> <cười> Sư huynh, huynh lại muốn mưu tính để Được, để sẽ chơi với huynh <laughs> à, Sư huynh à, huynh à, hình... à, nói gì? <cười> <cười> Ê, ta muốn nói trừ phi Ngươi có thể tìm được tứ vị dược thảo cho ta Quá giỏi nỗi đau trong lòng của ta À. ta mới có thể bình thản không còn tức giận hả à? trời ơi vậy thì đơn giản để ừ. sẽ dò một viên thần thói đăng nhãn quà sau khi huynh uống vào chắc chắn sẽ vui vẻ và không còn tức giận nữa ai thèm những thứ ghê tởm của ngươi hả à? ghê tởm ừ. trời ơi có người muốn dùng để còn chưa cho nữa đó <laughs> được huynh nói Huynh muốn thứ gì à, thứ gì <laughs> vừa của ta muốn rất là đơn giản ừ. loại thứ nhất là ừ. sừng tâm hoàng Oh. Loại thứ hai là à, nhị đà Cùng với phiền não cao Và điều hy tán à. À. Đơn giản, đơn giản Bốn thứ này để đi mua liền cho Quỳnh mà Trời là điên điên Bốn loại dược thảo này nhất định ngươi phải mua cho được Nếu ngươi không mua được thì ngươi đừng có trở về ha à, yên tâm để đi nhanh về nhanh để đi nha đi thông thả dám tự sư thúc ừ. À, không phải là trữ trì đấy nhé tại sao sư thúc lại <laughs> bắt đầu tới sư thúc đi mua số thuốc đó vậy sư thúc sẽ nhanh chóng mua về vậy thì linh ẩn tự của chúng ta sẽ hết vui dù... hiểu được cái gì ta nghĩ cái tên đạo tế đi, hắn đi như vậy thì không có trở về được nữa <laughs> tại sao vậy là bốn vị thuốc mà ta bắt hắn đi mua chỉ có cái tên thôi mà không hề có thuốc rõ <laughs> có thiệt không Trưởng ừ, này đại nhân trưởng trì đúng là quá thông minh quá Ủa. lợi hại để con kêu mọi người quá khô nếu không phải ta thông minh tài trí ta cảm thấy vô cùng chính ngạc nếu không sao ta có thể được thân phận địa diện như thế này à, à. đúng 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 à. chúng con rất hâm mộ chủ trì ừ. mọi người đúng không đúng, đúng. 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 À. mọi người sao vậy đều có mang hay sao ạ tụi nó sao vậy à, nhức đầu quá Sưng à, tâm hoàng như y đang phiền não <laughs> tiêu y tán thứ gì dược này nghe ra thì dễ dàng mua tại à, sao mình đi khắp các tiệm quán nhỏ trong thành đều mua không được mà nếu như mua không được á Ê, làm sao trở về đối mặt với sư huynh đây cái trò chơi này làm sao mà chơi tiếp <laughs> mình phải nghĩ cách tiếp tục đi tìm <laughs> tướng công ê tướng công tướng công tướng công cô nương à xin cô đừng bám theo tôi nữa tôi thú thật là tôi không thể lấy cô tướng công Thiếp từng nói với chàng bao nhiêu lần Thiếp tin đào Qua Thôi được thôi được Đào quá cô nương à Tôi không cố tình mạo phạm cô đâu Xin cô tha lỗi cho Cũng xin cô đừng để bám tôi nữa Thiếp có thể bỏ qua cho chàng Nhưng cần thiếp đừng để bám chàng nữa Vậy chàng lấy thiếp là xong ngay Lấy cô Không được đâu cô nương à Tôi là người quen đi khắp thiên hạ rồi Không thích hợp lấy vợ Cô nên chọn người khác để lấy đi Chẳng lẽ chàng cho rằng Thiếp là hạng người nhắm mắt lấy đại một người hay sao chứ? Đạo qua tiếp. Mồ cô cha mẹ từ nhỏ. Nhưng mà thiếp vẫn biết liêm sĩ, chứ không phải bị chàng nhìn thấy thiếp. Thôi được. Nếu chàng thật sự không muốn lấy thiếp, như vậy. Chàng đi đi. Thiếp sẽ tự tự chết tại đây cho rồi. Nè, nè. Đào qua cô nương cô đừng làm chuyện manh động mà chàng bỏ tay ra đi chàng đừng giữ tiếp à, lại nữa chàng đi đi xem ra mình thật sự gặp rắc rối rồi ừ. để mình an ủi cô ấy trước đã ờ à, à, quá qua cô nương à cô muốn trừ bân tôi lấy cô cũng được nhưng ông bà có vậy cha mẹ đồng ý mai mối hỏi cưới bây giờ cha mẹ tôi không còn dù sao tôi cũng phải nhờ mai mối để hỏi cưới cô nghĩ xem có đúng không mai mối đúng vậy Tạm thời cô về nhà Tôi lập tức uh, đi tìm bà Mai tới đây Đến nhà cô để hỏi cưới Hả? Tìm bà Mai Không được Không ai chẳng bỏ đi Không tìm được bà Mai đến hỏi cưới Vậy thiếp tính sao đây Thiếp Thiếp vẫn phải đi theo chàng Trừ khi Trừ khi thế nào Trừ khi chàng tìm được bà Mai ngay bây giờ Tôi uh, Đây là chỗ quan vắng Tôi biết đi đâu để tìm bà Mai đây chứ <laughs> Nếu tiếp có thể tìm được bà Mai tại đây thì sao Vậy tôi đồng ý lấy cô Câu này vẫn chàng nói đó nha Phải, chính tôi đã nói Vậy chàng mau quay mặt ra sao đi Xem có phải mày mối đến không Ủa? <laughs> à, à, tiểu băng. Tên hòa thượng túi kia sao lại đúng lúc như vậy Sớm không tới, muộn không tới Lại chọn ngay lúc này để xuất hiện Hòa thượng điên, thầy sao vậy tại sao lại chọn đúng giờ này xuất hiện bộ thầy muốn hại chết tôi hay sao sao vậy à, tại sao xuất hiện lúc này không tốt chứ tốt gì mà tốt sư phụ tiểu nữ có chuyện cần nhờ thầy giúp đỡ à có chuyện gì à, hòa thượng thích giúp đỡ lắm trừ phi không phải con người có ai không phải con người đâu à, à, không có ai không có ai hai cô nói đi tôi muốn nhờ thầy làm mai mối cho chúng tôi à, được thôi được thôi hả à. sao à. làm mai cho hai người à. hòa thượng à cửa tôi với à. À. thôi được muốn tôi giúp cậu cũng được nhưng cậu phải hứa làm người hầu của tôi thêm tháng nữa nha à. thầy đừng nằm mơ không có cửa đâu được, nếu như cậu không hứa Xin lỗi nha, tôi xin cứu Làm ơn đi, hãy cứu tôi dưới à, Thôi được, thôi được Tôi hứa giúp cậu thêm lần nữa Cô Nương ơi Cô muốn hòa thượng tôi làm mai mối của cô Cũng được Nhưng mà cô phải hứa với tôi một điều kiện Được, có chuyện gì thầy cứ nói ở trên đời này không có chuyện gì mà đạo qua tôi không làm được trời ơi nó hay quá vậy tôi giao chuyện khó xử của sư huynh tôi cho cô <laughs> được cô giúp tôi tìm bốn bài thuốc nếu cô tìm được tôi sẽ giúp cô làm mai mối bốn bài thuốc gì à, cô lắng nghe Sưng <laughs> tâm hoàng như ý đơn phiền não cao tiêu khí tán ừ? ừ, cô ấy sẽ không có cách tìm được nó đâu có hy vọng rồi ừ. <laughs> sao cô nghĩ không ra chứ gì ba giây cuối cùng ba hai một <laughs> tiểu Bân ơi xong chuyện rồi <laughs> chúng ta đi ừ. đợi đã tôi có cả bốn bài thuốc nè hả à. cô có tất thân tức động Rốt cuộc các ngươi nấu xong chưa? Ta chết đói lả rồi nè. Trụ trì đại nhân đã chuẩn bị xong rồi, đã chuẩn bị xong rồi. Đã chuẩn bị xong sao không ăn lên cho ta? À, ta biết rồi. Con muốn thừa cơ hội này cho ta chết đói. Sau đó cướp ngôi vị trụ trì của ta có phải vậy hay không? À, con 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 không dám, tại con phải chuẩn bị sơn hào hải vị cho sư phụ, à, cho nên mới bắt sư phụ chờ lâu vậy. Sơn hải vị? <laughs> ta nể tình con chuẩn bị sơn hào hay gì cho ta ta tạm tha cho con ấy sao còn tiếng đó mà mang lên đi à, 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 dạ dạ mang lên đây đại nhân đại nhân mời dục mời <laughs> đây là sơn hào hải vị mà các con cứu công chuẩn bị cho ta hay sao à, Đấy, à, phải gì vậy? Phải cái đầu các con ta nghĩ chắc các con không muốn ở lại linh ẩn tự nữa rồi không 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 phải dầm, 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 dầm cái gì con lại chửi ta hả ta cho các con hay bây giờ ta là chủ trì chủ trì tuy chỉ là thay mặt nhưng mà vẫn là chủ trì Huh. <laughs> dạ. Các con đó nha <laughs> Các con giỏi lắm <laughs> Nếu bây giờ các con Không thể đưa ra một lý do khiến cho ta hài lòng Các con xem ta cho các con bài học thế nào à, Trụ trì đại nhân Đại nhân không biết đó thôi Sau khi đại nhân nhậm chức cho tới giờ Đại nhân cứ ăn ngon mặc đẹp Chi tiêu của Linh ẩn tử chúng ta Đã tăng gấp đôi rồi đ, 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 Đúng vậy à, à, à. À, ăn ngon rồi mặc đẹp á sơn hào hải vị á rồi gì, gì, còn bây giờ các con nói vậy là sao đây nè cho dù không có thức ăn các con cũng không thể gạt ta nói đây là sơn hào hải vị hả không phải sơn hào á là gừng còn hải vị á là muối nè những người tu hành Ở? đều biết bộ à, 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 giả lại á đã lâu trong tự của chúng ta không đi quá duyên rồi làm sao có tiền đây Làm sao đáp thôi, ứng? Thôi, thôi 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 Đừng có nói nhiều Nếu như trong chùa thiếu kinh phí Vậy các con còn đứng đây làm gì Mau đi hóa duyên đi Dạ Sơn dạ. Hào Hả gì à, à. Báo cáo chủ trì Đạo tới sư Thúc đã trở về Hả, à, hả? Đạo Thế đã trở về gì? Tại sao vậy? Chẳng lẽ hắn tìm được bốn bài thuốc rồi hay sao vậy? Hmm. Không lý nè Rõ ràng trên đời này không có bài thuốc đó mà Làm sao hắn có thể Sao hắn dám dịch thử về <laughs> Cũng không sao Chẳng đây trong tự đang thiếu kinh phí Ta sẽ kiếm cớ Làm khó hắn rồi sau đó bắt phải đi quá viên <laughs> Tới lúc đó Ta sẽ có sơn hào hải gì Chỉ là Cần tiệc chai thịnh soạn là được rồi <cười> 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 Đúng rồi, đúng rồi Đã qua cô nương Trên đường đi tôi không thấy cô đi tiệm hái thuốc Hay là đi mua thuốc à, Lát nữa sư huynh tôi ra đây Cô lấy gì đưa cho sư huynh tôi để bàn giao ạ à? Hả? sư phụ à. thầy yên tâm tôi có bốn bài thuốc đó tôi đã chuẩn bị sẵn rồi tôi nghĩ thầy nên tính chuyện là mai mối cho chúng tôi đi hả hòa <laughs> tưởng à thầy đáng khen lắm đó thầy lấy hôn nhân đại sự của tôi ra giao dịch thầy thầy làm vậy là vô đạo đức trời ơi cậu khờ quá à ừ trời ơi kể cả hòa thượng tôi cũng không tìm được loại thuốc đó cậu chỉ là vị tiểu cô nương thôi vốn không thể làm được cái gì đâu <laughs> bây giờ tôi đang giúp cậu giải quyết vấn đề ừ. yên tâm yên tâm <laughs> à. ừ. thầy nói vậy nghe cũng có lý không muốn công tôi tin thầy thôi được nếu lần này thầy giúp được tôi tôi sẽ theo hầu thầy vài ngày cũng được vài ngày ừ. tôi là nghĩ khác à không chừng cậu sẽ theo tôi cả đời <laughs> À... nè à? tới điên khùng à, sư huynh à để gì à, rồi phải 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 bốn bài thuốc mà ta kêu để đi tìm để có mang về được không vậy à, để đó mang về rồi vậy thì để, <laughs> mau đưa ra cho ta xem à, à, à sư huynh à ừ? bốn bài thuốc mà huynh cần á đều ở chỗ của đào hoa cô nương đây ừ. <laughs> té <Tới> điên khùng <laughs> à, này, này. Để à, điên khùng Ta nghĩ là đệ Đã khùng quá mức rồi đó Hả? À? Nhắm mắt đưa một cô nương về đây Muốn phớt lợi bốn bài thuốc mà ta kêu đệ đi tìm hay sao Ta nghĩ là đệ muốn ăn đòn rồi đó Nhưng mà không sao Nếu như không tìm được bốn bài thuốc Vậy thì để đi quá duyên đi à, được, được, Đi <laughs> tìm cho ta 50 ngàn nữa Hả? À? 50 ngàn lượng à, Trời ơi Phật tổ ơi Phật tổ ơi Phật tổ ơi Trời ơi Di Đà Phật <laughs> về sư phụ này Thầy kêu thầy ấy đi tìm thuốc Tôi đã chuẩn bị xong rồi Thật vậy sao Cô nương à Chẳng hay cô nương có thể đưa ra cho tôi xem không Được chứ Cho thầy à, à, Đâu rồi vậy Trong tay của thầy đó à, Trong tay của tôi ừ. Ừ. Làm gì có Tay có gì đâu tôi nói tôi đã đưa thuốc cho thầy, nó đã ở trong tay thầy rồi. ê, hey, cô nương, cô làm vậy là không đúng nha. cái dù cô không có bốn bài thuốc nó cũng không sao, ha. nhưng cô không được phép nhắm mắt mà nói đại. cô nói vậy xem như là cho qua. sư phụ, tự thầy nói đùa trước thôi. hả? bốn D bài thuốc D mà thầy đòi, vốn chỉ có tên không có thuốc. do đó chính thầy mới là người nhắm mắt nói đại đó. ta. À, trời, hơi đúng 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 <laughs> đúng làm việc siêng năng chính là xưng tâm hoàng làm việc có lợi chính là như ý đơn à vậy tôi cũng nhớ ra rồi vô cớ gây hấn chính là phiền não cao mọi chuyện hoài nhã chính là tiêu khí tán đúng đúng trời ơi sao tôi không nghĩ ra vậy ta anh lấy đâu ra bốn bài thuốc đó sư huynh ơi xem chút để đã mắc lừa sư huynh rồi <laughs> đã tới sư thúc cho con đi quan cái giá tự sẽ thúc thúc mau à, ra để tiếp đi nếu không à, linh ẩn tượng của chúng ta sẽ mất mặt lắm á à, cô nương ta thấy cô nương thông minh như vậy vậy ta sẽ đặt câu để đố cô được thôi nhưng mà nếu cô không trả lời được thì sao nếu như tôi không trả lời được tôi sẽ quyền ngay 10.000 lượng bạc xem như đó là tiền cúng dường cũng hai mười ngàn được, 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 được Nếu như thầy thua thì sao đây Nếu như ta thua Ta sẽ miễn phí cho cô ở lại linh ẩn tự này Đúng Được Vậy mời đại sư Được Bây giờ ta sẽ chỉ ra bốn thứ Mà cô nương mang theo trong người Nếu như cô trả lời được Xem như là cô thắng Ha. Ừ. Được câu thứ nhất trên người cô nương có ba phần trắng còn câu thứ hai là trên người cô nương có hai mảnh đỏ <laughs> tất anh còn lại giao dạ câu thứ ba treo lủng lẳng ở trên người cô nương câu thứ tư xảo linh lung ở ừ. trên người cô nương ồ oh. <laughs> hai tên hòa thượng kia vừa nói gì vậy đáng ghét à, các người đúng là đáng ghét mà thế đừng 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 trời ơi tiểu bấn ơi à, họ đây nha chỉ là ra câu đố thôi chỉ là câu đố thôi mà cậu nhìn sư huynh tôi xem mặt khờ khảo nhìn phớt qua biết ngay chắc là không có làm ý gì đâu cậu quá bạo gan nha nhà nhì dám đánh ta lần nữa ta sẽ tính sổ với cậu à, thôi, thôi, thôi 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 bỏ bỏ còn cô nữa ha nếu như cô không trả lời được thì số ngân lượng đó làm phiền cô nương mau xuyên nguyên nguyên cho ta đi Ai nói tôi không trả lời được? được Mọi người hãy nghe cho rõ đây Mặt tôi không cần thoa phấn Chính là ba phần trắng Môi của tôi có thoa son Chính là hai mảnh đỏ Còn đôi bông tay bát bữa của tôi Chính là treo lủng lẳng à, Còn đôi tay của tôi Giết được Tính được Theo được Có thể nói là xảo linh lung Có ờ. đúng không À. <laughs> thôi được, thôi được, thôi được Ta thua, ta chịu thua rồi ha. Sư phụ Tuy tôi được phép ở lại đây Nhưng thầy yên tâm Số tiền cúng dường đó Tôi vẫn quyên cho thầy A-di-đà-phật 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 Tất Thanh à, dì, à, dì à, <laughs> à, à. Dạ. Con mau đưa vị cô nương này đến thiền phòng đẹp nhất ở trong tự chúng ta tiếp đãi cho chu đáo nghe dạ ờ à. vậy cô nương ừ. mời. 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 mời 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 à. nè sư huynh ơi <laughs> đề nghị chỗ này của chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành nơi đầy ấp cả tiếng cười luôn cười cái đầu của đệ mà là nơi đầy ấp Dạ yeah. Mén này đây ngộ <laughs> ừ. quá quá thượng à nên làm gì bây giờ đây hả đơn giản tùy tình huống <laughs> đánh cho tên quản lượng chết à. quản lượng thui chết luôn thì là đáng chết mà trước kia còn là dám tự sư thúc hả người đã quá hung dữ rồi bây giờ được thay mặt chủ trì hả càng ngày càng trở nên khắc khe hả nếu sau này thật sự mà đánh chức chủ trì á hả không có khác gì giết chết ta hả ta cho người chết cho người chết cho người chết cho người chết cho ngươi chết sư quân hô thật là lợi hại ha lúc đệ chửi người ta sao không thấy đệ bị cà lâm vậy ha sư quân thôi đi miễn giải thích vừa rồi để chửi quản lượng trụ trì ta đã nghe rõ từ đầu tới cuối rồi bây giờ ta lập tức đi mét cho trụ trì nghe thanh sĩ quên sau này để xin xin chừa thôi đi để đừng có sợ vừa rồi á ta chỉ chọc để cho vui thôi ta nói thiệt thú thật ta cũng cảm thấy quản lượng sư thúc người á đã thay đổi rồi chủ chủ, chủ 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 trời ơi để đừng có cắt gan lời ta thật ra để nói cũng đúng kể cả ta cũng muốn chửi ổng à tao muốn chửi ổng quản lượng thúi quản lượng chết bọc chủ chủ ê chủ. Hey, chủ cái gì nghe ta nói đã có phải để muốn nói hắn không xứng đáng làm trụ trì của chúng ta chứ gì không phải chủ chủ trời chủ. tức độn để đáng ghét lắm chẳng phải vừa rồi để chửi hắn suông lắm hay sao tại sao bây giờ lại bị cà lắm cà lâm vậy để tao suy nghĩ lại cho kỹ á xem phải chửi hắn bằng câu gì nên chửi cái gì chủ chủ trì đến rồi có lý nào hắn lại tới đây ngày nào vào giờ này á đều đi ngủ hết rồi hắn biết chúng ta ở đây hắn vốn không tới đây đâu nếu hắn mà tới đây á ta sẽ chửi hắn chửi kinh. chửi chửi chửi, à, chửi, chửi. ở chửi quản lượng Chịu chửi thế nào à, quản lượng ngươi không phải là người hmm. mà chính là thần Trời uhm. <laughs> ơi. con thần kinh nè nè tất thanh kia con quá to gan rồi nha thừa lúc ta vắng mặt con dám nói xấu sau lưng của ta à không phải Quản lượng trung trị Con không cố tình chửi thúc đâu à, Không phải cố tình Vậy là cố ý chứ gì Hôm nay ta phải cho con một trận để mà nhớ đời mới được à, đừng, à, đừng, 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 chung, đừng, đừng, chung, đừng, 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 Sư đừng, Sư đừng, trời ơi ừ, ừ. Tất Thành, tất Thành, mau bước ra đây, mau bước ra đây Cứu con, cứu con, cứu con Sư huynh bớt giận, bớt giận, bớt giận đi nha Tất Thanh làm sao chuyện gì mà Sư huynh thối giận dữ vậy, hả Cái tên Tất Thanh thúi này hắn ngang viên dám nói xấu sau lưng của ta ha để nghĩ ta nên cho hắn bài học không <laughs> sư huynh <quân> ơi <laughs> tất thanh làm vậy là không có đúng đắn lắm ha Nhưng ừ. mà sư huynh đâu cần phải đánh nó làm cái gì nhọc công thôi <laughs> đây, đây là chuyện của ta để tránh ra đi <laughs> sư huynh phong độ phong độ nay quân quân thay mặt chủ trì cho nên là Quynh phải thể hiện một cái nét phóng độ. À đúng, <laughs> đúng rồi, thể hiện phóng độ, phóng độ là trên hứng. À, Đây ta là chủ, kỳ. đúng 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 đúng. Nhanh thọ vô. Giờ hứa chưa hứa, ở chưa ở, chờ. Thôi đủ rồi, đừng chọn ta nữa, đi lại. À, đừng 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 đừng. Sư Quynh, à. đệ nghĩ gì? <laughs> quynh hai nãy tình đệ, thay Quynh tìm được một phú hộ lớn nãy mặt đệ mà tha cho nó đi ha <laughs> phú hậu lớn ừ được được rồi à nhưng, nhưng mà nhà Chuyện này không thể bỏ qua nha ủa đệ phải giúp ta nghĩ cách để mà xử phạt hắn mới được để sau này hắn không dám nói xấu ở sau lưng của người khác như vậy nghe rõ chưa à thôi được thôi được hay là à lại đây lại đây lại đây lại đây lại <laughs> đấy à, hay là à, sau này à, các con còn nói xấu sau lưng người ta sẽ cắn trúng à, cái đầu lưỡi của mình vậy có được không <laughs> um, phải có vậy chứ à, à, không có thì biến đi đứng đây chặn đòn hả cha đã tạ đã tạ sư thúc à, bỏ đi bỏ đi à, chủ trì sư huynh à, à <laughs> mà nếu không có chuyện gì thì để không quấy đại huynh nữa để vô nghỉ ngơi ha Này, vô đi vô à, đi à, a di đà phật <cười> <cười> nếu mà ta không nể tình tế điên khùng ngươi tìm cho ta một phú hộ như vậy thì ta không nể mặt ngươi đâu không có cửa nể mặt ngươi hả <laughs> nhắc đến cũng thấy là

đừng bao giờ thừa lúc người ta vắng mặt mà nó xấu người ta coi chừng cắn trúng đầu lưỡi ê ê trụ trì đại nhân à, chúng con đã làm theo lời dặn dò của dạ Thúc dạ. rồi ừ trụ à, trì đại nhân thúc đã cầm nén vàng này trong tay rồi sao còn than thở vậy con chẳng hiểu gì hết. nén vàng này chỉ được có năm lượng thôi à nếu vừa rồi cô ấy không trả lời được Cô ấy sẽ quyên góp 10.000 lượng Ồ. Mười ngàn lượng bạc mang đổi thành một nén bạc năm lượng Có thể là bài đầy ở trên giường của ta rồi Vậy chủ, chị sẽ ngủ ở đâu Để, chủ chị Ngủ ngủ cái đầu con á Sau này, sau khi mà ta bài đầy trên giường của ta Tất nhiên là ta sẽ ngủ ngon rồi Ai, à, à. <laughs> à, nhưng mà rất tiếc Tiếc cho ta mà Ha, à à có rồi Chủ trì đại nhân con đã thay thúc nghĩ ra một câu đố khó rồi thúc có thể đố cổ nếu cổ không trả lời được thì chúng ta ồ gì gì. đó là câu đố câu đố gì vậy ừ. chính là câu đố của thúc hôm nay bây giờ ngược lại do thúc hỏi cổ kêu cổ đoán bốn thứ trên người của thúc đi hmm. Linh ứng tự này lớn như vậy à ừ, Đúng vậy ừ, Vậy chàng sống ở đây không cảm thấy buồn sao Buồn thì có buồn Nhưng mà tôi đã thua cô thì phải ở lại đây thôi À nói chung là cũng không lâu lắm đâu Có cần thiết giúp chàng không Cực với bọn họ thêm một lần để thắng lại giùm chàng ừ, Không cần đâu Đâu quá à? tôi nghĩ cô nên đi về thì hơn chăng <síu> xin lỗi xin lỗi tôi đến đây trước hơn không phải tôi cố tình muốn nghe trộm à, tôi 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 nên biến khỏi đây đợi đã à hả chẳng phải thầy hứa giúp tôi sao tôi hả tôi tôi có nói sao Hả? có đó hey! Hey, thật đúng lúc quá mọi người đều có mặt ở đây hey, nữ thí chủ à cô cảm thấy phong cảnh phía sau vườn của chúng tôi như thế nào thế nào hả chỗ này cũng tạm được chứ có điều thiếu qua đào Qua đào Qua đào, hoa đào đã tàn từ lâu rồi mùa này lấy đâu ra qua đào cho cổ tất <laughs> à. thanh à trước mặt con á là có một đóa hoa đào quá lớn rồi còn gì nữa ủa Hả? thôi được đừng nhắc tới chuyện, chuyện đó. đó nữa ta còn chuyện quan trọng kìa à. là triệu bân ta đến đây là để tìm cậu nè tìm tôi à ừ đúng vậy hôm đó ở đại điện Quynh đã đám quản lượng trụ trì và tôi mỗi người một cái bây giờ chứng minh chúng tôi là trong sạch chúng tôi không có ý sĩ nhục đào hoa cô nương vậy Quynh xử lý làm sao đây Ờ, đúng là tôi có lỗi trong chuyện này, quản lượng đại sư, tôi mặc cho thầy phạt. Vậy gì vậy, được, chúng tôi thả cậu đi khỏi lên để... Vậy chúng tôi đi khỏi đây ngay. Ờ, đi thông thả. Đợi đã đợi đã, tôi chưa nói xong mà. À, sư huynh chẳng hay hai thầy trò đang dở cái trò gì vậy? Để đừng có xen vào chuyện này, chiếu à. bắn đánh người là không đúng vả lại bây giờ hắn đã nhận lỗi rồi do đó ta cho hắn hai con đường à, hai con đường con đường thứ nhất à trục xuất khỏi lĩnh ấn tự ừ. nhưng hắn là người hầu của đệ ta không thể đuổi hắn đi như à, gì đa vậy hai đa tạ cho nên ta phạt hắn ngủ ngoài đại điện để hắn chịu mưa chịu gió à, để chịu nắng nóng vậy 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 <laughs> ờ, vậy con đường thứ hai con đường thứ hai là đường thứ hai chính là chúng tôi lại ra câu đố nếu quản lượng trụ trì thắng, thì cô phải giữ lời hứa quyên góp 10.000 lượng bạc tiền cúng dường. Hả? À, Sư Quynh! À, 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 à. À. À, nếu như các thầy thua? <laughs> nếu như chúng tôi thua, thì từ nay không trục xuất triệu bân đi khỏi linh ẩn tự. Hmm. Ai, Sư Quynh à! Quân đã quen cái tánh đỏ đen rồi. À, à, à. Hành vi này là sai trái mà. Để cho Quân thấy nè, rút cuộc các người cực cái gì vậy? Hả? Sư huynh, huynh nói đi, hả? Để phải đặt cược bên nào mới thắng này. Thôi đi, các thầy đừng đùa nữa. Sư phụ mời thầy ra câu đố. Được. Câu đố của ta là Tên Thành. Tên Thành, cô nói đi. Dạ Bây giờ cô hãy đoán bốn thứ có trong người của trụ trì. Lắng nghe nha. Câu thứ nhất, ba phân trắng trên người của trụ trì. Ừ. Cầu thứ hai Hai mảnh đỏ trên người của trụ trì Cầu thứ ba Treo lủng lẳng trên người của trụ trì Câu thứ tư Xảo linh lung trên người của trụ trì <laughs> à, à, à. Sao Không trả lời được chứ gì <cười> <cười> Thầy không nên quá vội mừng Quá đơn giản đó Chỉ sợ tôi nói ra Thầy giận đến nỗi nổi điên <laughs> Được Cô rất là giỏi đó Để tôi xem coi cô trả lời như thế nào Có thể làm cho tôi nổi giận nổi điên à, Được, vậy tôi trả lời Thầy có mắt như mù là ba phân trắng Còn cặp tay của thầy là hai mảnh đỏ còn lỗ mũi lần của thầy là treo lủng lặng Còn đôi chân của thầy là xảo linh lung Còn... Còn... Đúng, 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 đúng Còn... Hay như cặp giò heo xảo linh lung á Chạy cái này nè Khi không lại lấy thân thể của ta để mà làm câu đố Khiến ta bị họ chê cười kia kìa con là Con 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 là bị thế bước quá quá xíu quá đây quá lớn trâu cay rồng rã mấy ngày trời rốt cuộc được nghỉ ngơi sư phụ đào hoa đào hoa cô đến đây có chuyện gì không sư phụ chẳng phải thầy từng hứa, nếu tôi giúp thầy tìm được bốn bài thuốc, thầy sẽ làm mai cho tôi. Hả? Đây là lúc thầy phải thực hiện lời hứa rồi. Nó lắm chuyện đó thì Ồ. Oh, chẳng lẽ thánh tăng của linh ứng tự mà mọi người khen ngợi cũng có lúc nói suông không thực hiện sao? Hả? Đâu ơi, không phải quà thượng tôi không có muốn làm mai đâu. Chỉ có điều Triệu Bân không thích hợp để làm đám cưới Tại vì nó... Tại vì quên ấy là linh thiền tử trên trời, có đúng vậy không? Hả? À, <laughs> lần đầu tiên hòa thượng tôi nhìn thấy cô Tôi đã biết rõ cô do cây đào biến thành Nhưng không phải là yêu thụ Tại vì thể xác cô có tiên cốt, xem như là tiên Chẳng lẽ cô và Triệu Bân có quan hệ gì hả? <laughs> không nói dấu gì thánh tăng à. <laughs> tôi chính là nhánh cây bàn đào trên trời à? năm xưa lúc linh thiền tử đại chiến với chim đại bàng đã sơ ý đánh gãy một nhánh đào nào ngờ nhánh cây đào gãy lại rớt xuống đào hoa sơn dưới trần gian hàng ngày tôi được nhật nguyệt chiếu xạ siêng năng tu luyện cho nên cho nên cô mới thành con người như bây giờ đào quá <laughs> đúng vậy Ai, thật không ngờ cô và triệu bân lại có mối quan hệ như vậy <laughs> năm xưa tôi được lên thiền tự chiếu cố cũng không ngờ bây giờ lại hội ngộ tại trần gian cho nên tôi nghĩ đây là sắp xếp của ông trời cho nên tôi mới có cơ hội để đền đáp ân tình chiếu cố của huynh ấy <laughs> rốt cuộc hòa thượng tôi cũng đã hiểu rõ rồi xem như cô và triệu bân có chút quan hệ à, nhưng mà đào hoa hòa thượng tôi vẫn phải khuyên cô cô nên sớm trở về đào hoa sơn để tiếp tục tu luyện sớm trở về thiên đình không nên ở lại trần gian cho thêm rối nếu không cô sẽ nhiều thị phi lắm tôi bất chấp tất cả mọi chuyện sư phụ thầy đã hứa giúp tôi nhất định phải làm đó à? nếu như thầy không giúp như vậy tôi sẽ ở lại tại đây không về đâu hả à? À, <laughs> xin lỗi trước đó chúng ta đã giao kèo cô phải giao cho tôi bốn bài thuốc á nhưng thật ra cô chỉ nói mà không có giao hiện vật cho tôi như vậy tôi không cần phải làm mai cho cô <laughs> xin lỗi nha à, tạm biệt tạm biệt <laughs> nè thầy được Thầy càng tìm cách từ chối Tôi cứ phải bắt thầy làm mai cho tôi Wow Wow Wow, wow. Yeah. Có được số vàng này rồi á Mọi việc sẽ ổn thôi Mọi việc không còn vấn đề <laughs> Đúng Mọi chuyện á Rồi sẽ trở nên dễ dàng mà thôi Bây giờ tôi sẽ đi tìm tên tế điên khùng. Hắn sẽ không dám cãi lời của tôi. À. Đúng, 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 đúng. Không chỉ làm ma cho cô đâu. Thậm chí trụ trì của chúng tôi còn có thể làm chủ hôn giùm cô nữa. Thật sao? À, đúng, chuyện này đúng là vậy đó. Nhưng mà chuyện quan trọng trước mắt chính là thầy phải thuyết phục Triệu Bân chịu lấy tôi. Ồ, oh, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ như con thỏ. bởi chuyện cứ giao cho tôi lo, ha? <laughs> sắc Dạ đây, giá, dạ. <laughs> cuối cùng đã cho tôi tìm được tên tiểu tử thúi này. Hôm đó để người chạy thoát, hôm nay người đừng hòng được sống. Có người, nè, ta cho con hay. Chuyện này mà ta ra tay rồi là nhất định phải mặc xong thôi <laughs> ha. Yeah.